Từ Lido Sài Gòn, miền Nam California, Quốc Huy và Huyền Trâm xin kính chào quý vị khán giả QN10 TV. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của N10 TV trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Và giống như những gì mà diễn đàn của N10 TV, anh em chúng tôi cùng với lại quý vị thảo luận, thì quý vị biết hôm nay nhiều cái thông tin mới được đưa ra đó. Cái khả năng mà ông tướng mà Bộ Tư lệnh Không dẫn của Hoa Kỳ, ông tuyên bố là Mỹ có khả năng là đụng độ với Trung Cộng vào năm 2025, đúng không? Thì cái thời gian này có khả năng nó sẽ rút ngắn lại. Và đây là một trong những cái mà hôm nay là ông tướng tư lệnh của sư đoàn 25, ông có mặt ở tại Philippines và ông đang tăng cường một cái cuộc tập trận lớn đối với lại quân đội Philippines trong vấn đề để đối phó với lại Trung Cộng. Và ông nói rằng là các quốc gia đồng minh cùng với Mỹ đang hiện diện tại Á Châu và sẵn sàng chiến đấu. Ồ, cái này là nó khác nhiều lắm. Rồi, ở bên kia, tối ngày hôm qua, ông Kim Jong Un ông khoe nguyên một cái dàn đồ chơi mới. Ồ, mà thế giới bất ngờ luôn, một đống luôn. Ông tính cái quả tiễn mà hạt nhân mà hồi xưa đó nó là cái nguyên liệu lỏng. Bây giờ cái loại đời mới này là thể đánh, và cái này cái khả năng nó đánh mà hôm nay người ta nói rằng là Bắc Hàn đồ chơi thiệt. Bây giờ là thấy tầm nguy hiểm của Bắc Hàn rồi đó. Dạ, bắt đầu nó đồng loạt nó đưa ra đồ chơi của Bắc Hàn là đồ chơi thiệt, quả tiễn hạt nhân của Bắc Hàn là quả tiễn thiệt. Mà hôm nay ông Kim Jong Un ông dẫn con gái ông ra nữa mọi người, rồi ông tức là đứng ảnh đưa ra cái chuyện cái này là kỷ niệm 70 năm, thì bây giờ đang đưa ra một cái lệnh nữa là sẵn sàng tuyên chiến luôn. Thì mình thấy là ngày hôm qua mình đưa cái tin đó, đó là một cái trong những cái vấn đề mà quý vị thấy là cái thời gian mà cái sự thay đổi nó sẽ lẹ lắm, nó sẽ đến bây giờ luôn đó. Thì ông tướng Ryan ông nói là ở tại đó rồi, một cái tin ở tình này nước Mỹ mà tin ngắn, người ta đưa ngắn lắm, là không quân Mỹ Anh với Úc tập trận, biết đâu không, tập trận ở Mỹ ở sa mạc Nevada, mà cái mục tiêu đó là cái máy bay quân sự của Trung Quốc, không quân của ba nước Anh Úc Mỹ tập trận là mới ngày hôm qua đây. Đó là cái chuyện mình thấy. Rồi hôm nay FBI thì họ cũng công bố, họ đưa ra cái họ nói rằng cái quá trình mà đang phân tích cái dữ liệu của khinh khí cầu mà bắn được đó, thì nó đang trong cái quá trình gọi là bắt đầu thôi, tức là khởi đầu thôi. Thì nó có một cái chuyện nữa là ở bên Việt Nam đang đính chính cái câu hỏi của báo chí quốc tế về cái chuyện là khinh khí cầu Trung Quốc có bay qua bầu trời của Việt Nam hay không, thì bên phía Việt Nam nói rằng là không thấy. Nhưng mà cái bài phát biểu của ông ngoại trưởng của Mỹ ở tại NATO đó, thì ông nói rằng ông gửi cho 40 quốc gia, ở trong đó có Nhật Bản, có Việt Nam và Đài Loan, không là Trung Quốc đã dùng khinh khí cầu do thám Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan. Ở đây anh cho Việt Nam luôn một cái bản data, nhưng mà bên phía Việt Nam không không trả lời báo chí là không có thấy cái đó. Rồi bây giờ Nhật Bản họ bắt đầu họ đưa ra một cái luật nữa là họ sẽ rà soát lại những vật thể lạ bay trên bầu trời của họ. Và cái này mới ghê nữa nè, hôm nay chính phủ Úc, bộ quốc phòng của Úc, tất cả cái camera máy in China dùng bỏ, camera quan sát đó, gỡ bỏ hết luôn, đúng không? Là chưa bao giờ cái làn sóng mà quánh Trung Quốc mà nó lên tới cỡ này luôn á, tức là gỡ bỏ hết tất cả các camera mà quan sát đó. Mà nếu mà bộ quốc phòng làm xong gì mấy mốt tất cả các cơ quan chính phủ của Úc họ gỡ luôn. Mà bây giờ camera mà cái gì mà không mắc in China mà nội như đó không á, mà họ gỡ bỏ mà họ thay thế bằng cái khác đó. Cái này tự nhiên hồi hôm qua đọc, hồi tối qua đọc cái tin này á, biết giật mình nghĩ tới gì không? Bây giờ mấy cái hãng mà camera quan sát á, mà đặt nhà máy ở tại Việt Nam á, mà nội công nhân Việt Nam mình gắn mấy cái camera an ninh cho mấy hãng khác thôi. Ôi mẹ, Úc rồi Pháp rồi Anh rồi New Zealand, Canada, trời ơi là trời. Anh Huy thấy thương ghê, lúc nào cũng nghĩ tới Việt Nam. Không, nó thiệt luôn á, tại vì thằng Trung Cộng á, nó tới gần 60-70%, tức là mấy camera dân dụng này nè. Dạ. Mà mấy tòa nhà chính phủ họ đặt camera thì chỉ chủ yếu để quan sát thôi, mà bây giờ đổi hết luôn á, mà là không phải là máy in China nữa, mà máy in Việt Nam, dân mình lụm tiền cũng đã lắm, ấm luôn đó, ấm luôn, chỉ cần gắn ốc thôi chứ mình đâu có gì đâu, nhưng mà mình thấy gì đó. Rồi thưa quý vị, đã nhiều cái bản tin trong ngày hôm nay mình thấy, nhưng mà cái cuộc động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cái số lượng càng ngày nó càng tăng lên thưa quý vị. Và cái tình hình mà nó có nhiều cái tiến triển đó là châu Âu họ đồng thuận một lượt luôn để họ ủng hộ cho Ukraine. Thì mình thấy ở Á Châu đụng độ với Trung Quốc, đối phó với Bắc Hàn, ở bên châu Âu thì bây giờ họ kiên quyết là họ không để cho Ukraine phải thua ngàn. Cái đó là cái mà nói là hỗ trợ cho cái chuyến công du của ông tổng thống Zelensky đó, nó đạt được kết quả nhất định, đó là ổng mấy nước kia chuẩn bị cho máy bay, thế là mới là chưa có cái như vậy. Nhưng mà một cái mới nữa nè, mấy ông cố nội nào đang đi làm mấy cái nghề kế toán kiểm toán đồ, gõ cọc cọc Excel đồ, nhập dữ liệu, mấy ông kế toán mày không nâng cấp cái não bộ lên, không đi học lên, mấy công ty đuổi sạch, đang đuổi đó, bây giờ đuổi sạch luôn, không biết sao không, AI làm hết, trợ lý giám đốc đồ ngồi đọc báo cáo hả, bữa nay trí tuệ nhân tạo làm hết, và những cái đó nó sẽ bắt đầu nó thay thế từ bây giờ cho đến năm sau. Trong cái điều kiện này thành ra là bây giờ cục diện thế giới nó thay đổi, con người làm việc thay đổi, và kể cả mai mốt đến cái phương pháp mà siêu phẩm để mà dạy nữa, thì bây giờ nó đòi hỏi là cái gì, các quốc gia các nước bây giờ họ phải có những cái luật mới này, nó đòi hỏi một thách thức giống như cái kỷ nguyên gọi là thời dotcom là năm 80 á, bắt đầu chuyển từ cái dây điện cục kẹt chuyển qua sử dụng máy tính, là cái kỷ nguyên đó, gọi kỷ nguyên dotcom á, thì cái lúc đó các cái hãng công nghệ mới họ ra đời đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó chuyển qua một giai đoạn chuyển tiếp khác. Nó nhanh quá. Bây giờ 5G không là cái gì hết, bây giờ là siết gì, là bây giờ họ đang cần phải đầu tư. Thưa quý vị, đó là một vài cái bản tin mà anh em chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị trong ngày hôm nay. Bây giờ là bản tin đầu tiên thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Và thưa quý vị, cái khả năng xung đột quân sự ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương đó sẽ càng rõ nét và gần hơn, và có khả năng là xảy ra như những gì mà các tướng Mỹ đã dự đoán là sẽ xảy ra trong năm 2025, hoặc là có thể sớm hơn sau cái sự kiện mà Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc do thám ở trên bầu trời của nước Mỹ. Thì tướng Mỹ khẳng định rằng
quân đồng minh sẵn sàng chiến đấu ở Á Châu. Đây là theo hãng tin AP trích dẫn lời của Thiếu tướng Joseph Ryan, là tư lệnh sư đoàn binh bộ 25 lục quân Mỹ vào ngày thứ Tư, tức là ngày hôm qua đó quý vị, ông đã cho hay như vậy. Và các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Á Châu sẵn sàng chiến đấu sau nhiều năm tập trận chung. Đồng thời, những cái thất bại của Nga ở Ukraine là lời cảnh báo đối với những nước ở Á Châu có tiềm năng trở thành kẻ xâm lược, chẳng hạn như là Trung Quốc hoặc là Bắc Hàn. Bộ tư lệnh sư đoàn 25 lục quân đóng tại căn cứ Schofield Barracks ở Hawaii thì ông Ryan cho biết mặc dù là Á Châu không có tổ chức đối trọng với NATO, thế nhưng mà mạng lưới đồng minh và các đối tác quốc phòng của Mỹ đều có biện pháp để bảo vệ khu vực. Ông bày tỏ cái sự phấn khích về việc là sát cánh cùng nhau để chống lại các hành động gây hấn từ phía Trung Quốc. Hiện tại thì ông Ryan đang có mặt tại Manila để lập kế hoạch với phía Philippines về hai cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm giữa quân đội của hai nước vào tháng 3 và tháng 4. Philippines là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở Á Châu và Philippines đã cho phép Mỹ đưa lượng lớn quân đội ở lại theo từng đợt luân phiên cũng như là bố trí vũ khí và thiết bị chiến đấu tại ít nhất là 9 căn cứ quân sự của Philippines. Và cái quyết định của Philippines á, nó được thông báo vào chuyến thăm Manila vào hồi tuần trước của tướng Lloyd Austin là bộ trưởng quốc phòng của Mỹ. Còn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Washington đang phát triển và củng cố vòng cung liên minh để chống lại những điều mà họ gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Hàn. Còn phía của Trung Quốc thì phản đối các cuộc tập trận chung có sự tham gia của phía Mỹ ở khu vực ven biển đối diện với Biển Đông, là nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như là toàn bộ, cũng như là cáo buộc Washington đã can thiệp vào tranh chấp ở châu Á. Trong khi đó thì ông Ryan cho biết các cuộc tập trận là lời cảnh báo khiến cho những nước có ý định xâm lăng phải suy nghĩ lại. Và theo giới chức quân đội Philippines cho biết thì nước này và Mỹ đồng ý tổ chức khoảng là 500 cuộc tập trận lớn nhỏ trong năm 2023 và mở rộng các cuộc tập trận quân sự hàng năm. Mặc dù là giới chức lãnh đạo quân đội nói rằng là những cuộc tập trận chung á, nó không nhằm chống lại bất kỳ một quốc gia nào, thế nhưng ông Ryan khẳng định những hành động gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc là một cái sự thực tế đáng báo động ở khu vực, và Mỹ cảm thấy là phải có nghĩa vụ hỗ trợ cho Philippines duy trì chủ quyền của Philippines. Và chỉ riêng ở trong năm 2022, Philippines đã đệ trình gần 200 công hàm phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Ryan khẳng định rằng là Mỹ và đồng minh châu Á sẽ sẵn sàng đáp trả nếu như mà Á Châu xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn tương tự như là cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Đó, thưa quý vị, 500 cuộc tập trận lớn nhỏ mà Mỹ sẽ tập với lại Philippines trong suốt năm nay. 500 cuộc. Bắt đầu từ đây cho đến cuối năm. Và nói thẳng luôn, đây là cái lời cảnh tỉnh, không có đặt, không có nói Trung Quốc Nga, đây là lời cảnh tỉnh bất kỳ quốc gia nào có ý định xâm lăng một quốc gia khác. Ủa, cái này ở đây bây giờ nếu mà cái cơ hội ở đây đó, mà mấy quốc gia khác đó, mấy quốc gia Việt Nam rồi này kia mà không đi theo cái xu thế này đó, là coi chừng. Đó là cái chuyện mà đơn giản. Bây giờ lập căn cứ xong rồi bây giờ họ làm gì? Tập với lại Philippines là nhiễn luôn. Một năm mà 500 cuộc tập trận, cứ nghĩ đi. Bây giờ thấy Philippines ngon quá trời. Ngon giống ngon. Trời. Năm 2022 vừa cái này có hồ sơ mới. 200 cái bản kiến nghị, tức là Philippines họ viết liên tục, họ gửi cho cơ quan Liên Hợp Quốc về cái chuyện mà xâm lược của Trung Cộng đối với vùng đảo của họ. Việt Nam không có tòa nào hết. Việt Nam mình không lên tiếng mà. Tại nè, hôm bữa Mỹ đâu nói không. Lẽ ra cái đợt mà Philippines họ kiện ra tòa án quốc tế là Việt Nam lẽ ra là phải đi theo mới đúng á, là phải kiện luôn. Dạ, yeah, mà bây giờ là cái vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ họ nằm ở đó luôn. Bây giờ Mỹ họ vô, bây giờ họ cứ ra vô cái vùng đảo như cái chợ vậy, bây giờ sao Trung Cộng làm vậy? Tại vì họ cứ tập trận trên đây hoài. Mà bây giờ Trung Cộng làm vậy nó ê, hai bên cứ khịch nhau vậy đúng không? Mà cái khả năng này nó là gần lắm luôn rồi đó. Hôm bữa ông tướng không giận, ông nói là 2025 đúng không? Nhiều người ta nghĩ là cái này nó lên sớm hơn. Thành ra đây là một cái sự chuẩn bị mà chỉ có cái kinh khí cầu mà vừa xong cái là bắt đầu là nó thay đổi cục diện khác rồi. Cái vụ kinh khí cầu Trung Quốc, thưa quý vị, thì Quy cập nhật trở bị hồi nãy Quy có nói đó, thì trong khi đó đó thì không quân của Mỹ và Anh Úc họ tập trận ở tại nước Mỹ luôn với cái mục tiêu giả định là Trung Quốc. Họ đang tiến hành một cái cuộc tập trận không quân chung, tức là xuất kích bằng máy bay đó, vào ngày hôm qua, tức là ngày 8 tháng 2 tại cái vùng sa mạc Nevada, miền Tây của Hoa Kỳ đó, ở bên tiểu bang Nevada đó. Thì cái cuộc tập trận này nó mô phỏng những cái hoạt động chiến đấu chống lại phi cơ Trung Quốc trong cái cuộc diễn tập, trong cái khuôn khổ gọi là cuộc tập trận Red Lot kéo dài 3 tuần, tức là từ ngày 23 tháng 1 và kết thúc vào ngày mai. Thì kết thúc vào ngày mai thì hôm nay tin mới đưa ra 23 tháng 1, 3 tuần. Nhưng mà bây giờ tin họ mới đưa ra là kiểu mà đầy đủ. Thì đó là cái mà quý vị thấy được là bắt đầu là cái sự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Ngày hôm qua là cái tin mình đưa là Mỹ họ yêu cầu, quên, Nhật Bản và Mỹ họ sẽ lắp đặt cái dàn quả tiễn siêu thanh ở tại cái vùng chuỗi đảo của Nhật, cộng với lại đưa tên lửa Tomahawk. Trước hôm bữa xa nữa, nhớ mấy tháng trước không, Mỹ thành lập một cái bộ tư lệnh mà riêng của Đại Hàn. Tức là bộ tư lệnh Mỹ tại Đại Hàn á, bộ tư lệnh không gian vũ trụ, Space Force, là ở đó. Cái Space Force đó là nhiệm vụ họ là gì? Họ kiểm soát được cái tên lửa tầm xa, cái quả tiễn tầm xa mà liên lục địa đó là ở trên không gian. Song song với đó thì bên phía Nam Hàn họ cũng thành lập một cái lực lượng tương tự, tức là cũng Space Force luôn đó, là mình dịch theo tiếng Việt gọi là gì, lực lượng không gian vũ trụ á. Thì họ kiểm soát các cái quỹ đạo bay với lại các cái tuyến trên này bằng phương pháp của vệ tinh. Bây giờ là nó gần giống như cái chợ rồi, phải không? Rồi vài bữa nữa tập trận chung giữa Mỹ Hàn, Mỹ với lại Đại Hàn. Bởi vì Kim Jong Un ngày hôm qua anh mới hù, anh đọc một cái thông điệp về cái ngày diệt binh rồi về cái sự kiện chung. Bây giờ cái nhỏ nhất mà người ta thấy được là cái bộ máy kim kiệt chuẩn bị quân sự hết rồi. Bây giờ bên kia chưa có, bên phía Trung Quốc mình không biết là nó cũng đã chuẩn bị rồi. Thì bây giờ cái cổ máy tuyên truyền nó ba cái ngôn ngữ chính. Ngôn ngữ thứ nhất, bây giờ Putin không có được lòng dân trong cái vấn đề đánh Ukraine. Putin dùng một cái chiêu là kiểm soát truyền thông, quýnh báo chí,
không cho mày đăng tin chặt lắm, cắt YouTube luôn, cắt Facebook luôn, cắt Twitter luôn, là dân Nga mù mù tịt. Dân Nga chỉ có nghe đài truyền hình của Nga và nhà nước Nga. Thì khi mà một tháng, chỉ cần một tháng thôi, họ kiểm soát thông tin chỉ cần một tháng trở lên thôi là bắt đầu cái tần suất được lặp đi lặp lại đó, thì nó đánh cháo khái niệm được. Bây giờ chỉ có một số ít dân chúng của Nga họ mới có điều kiện họ cập nhật cái tin bên ngoài. Mà nếu mà đi ra ngoài mà còn tầm bậy, uống cà phê nói bậy bạ lụm nhốt mày luôn, rồi mấy ông cố nội mà viết tin cố tình đưa tin đi ra bên ngoài giúp 5 năm tù. Đó là ở bên Nga họ làm điều đó. Nga bắt đầu nó trả tiền cho những ngôn ngữ khác, tức là viết theo luận điệu của nhà nước Nga, nó đưa ra một cái bài mẫu, bắt đầu mấy thằng mà dư luận viên nước ngoài được Nga trả tiền đó, nó lấy cái đó đăng Twitter, nó lấy cái đó đăng Facebook, rồi xong thằng Nga, cái ngôn ngữ tiếng Việt của Nga đó là cái tờ Sputnik. Cái tờ Sputnik là cái tờ tiền thân lâu đời lắm rồi, từ cái thời mà cái Nga bắn tên lửa đầu tiên lên trên vũ trụ á, thì cái chữ Sputnik đó là đặt cho cái tàu vũ trụ của Nga. Cái thời mà 1970s, 1970s thời chiến tranh lạnh á, thì cái tờ Sputnik News này nó tồn tại từ thời Xô Viết đến giờ. Thì bây giờ nó thoát thai, nó cũng là của nhà nước Nga phía sau lưng thôi. Thì thằng Sputnik News nó có tới mười mấy ngôn ngữ, mười mấy ngôn ngữ mà khác nữa đó, thì trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt. Thì mấy cái bài mà như ông Phúc rồi này kia thường đã lưu lại, nó đăng luôn vậy đó. Thì cái tờ Sputnik News đó bằng tiếng Việt á, nó đăng giống cái ngôn ngữ của Trung Quốc, tức là nó hỗ trợ về cái mặt gọi là truyền thông á. Rồi xong cái đài phát thanh quốc tế tiếng Trung Quốc á, nó bây giờ nó tăng cường, nó phát tiếng Việt. 6 tỉnh biên giới phía Bắc á, bật cái vô lên nghe hết à. Mấy bà già, mấy người dân mà đi làm đồng á, ở mấy cái tiếng hàng rào biên giới á, nó đặt lo vậy nè. Đây là đài phát thanh Bắc Kinh phát từ thủ đài phát thanh quốc tế Trung Quốc phát từ thủ đô Bắc Kinh. Đó không? À, xin chào các quý vị Việt Nam, hôm nay đồng chí Tập Cận Bình gặp gỡ rồi. Tinh thần hữu hảo đó, đầu tiên nó gài mấy cái bài đó vô. Đó không? Kỷ niệm giữa Bác Hồ với Bác Tôn, Bác Hồ qua thăm Trung Quốc với lại Mao Trạch Đông, cái xong đến cuối. Tuy nhiên bàn tay của Mỹ can thiệp vô này nọ, phải không? Chia rẽ tình đoàn kết của hai dân tộc rồi này kia, có chung ý thức hệ rồi Việt Nam sẽ coi chừng lãnh hậu quả nếu mà chơi với Mỹ. Nó quất cái bài, mấy cái bài đó điều điều luôn. Tại vì trong cái chiến tranh đó là cái tuyên truyền là phải tập đầu tiên. Trước khi khởi đầu, bây giờ bên Hàn cũng vậy. Bên Hàn bây giờ họ muốn chặn lại Bắc Hàn trong cái chương trình vũ khí, bởi vì trước khi mà ra cái vụ diệt binh vũ khí này đó, thằng Kim Jong Un nó chơi trước. Biết chơi gì không? Hôm bữa trước ra lệnh ở tù á, để mày đi tử hình luôn á, mày đem đồ cây bóp đồ mày vô mày chiếu. Thấy không? Coi cũng gia dân Bắc Hàn nó ghiền cây bóp, nó bỏ vô mấy USB mà cũng Trung Quốc bán lậu qua chứ ai. Thấy không? Bán mấy cái đồ đĩa. Nó đi từ cái ngõ, tức là đồ của Nam Hàn, đồ lậu á, nó đi từ Nam Hàn qua Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc đi ngõ vô trong biên giới kia. Kim Jong Un nó biết trước. Mày nó ra lệnh thằng nào mà tàn trữ, mày có một cái dĩa nào mà có văn hóa của bên phía Nam Hàn hay là cái gì đó là nó dứt liền. Cả 10 năm. Nó sợ, mày ở tù 10 năm. Còn mà trong trường hợp nặng lên như là tử hình luôn đó, rồi nó còn có nhiều lắm. Trung thân khổ sai nó đặt cái nặng lắm mà. Thì đương nhiên bên phía Nam Hàn họ cũng phải tuyên truyền. Bây giờ bên phía dân Bắc Hàn nói mình đấu tranh thế giới mở ra, thấy dân Nam Hàn sống sướng chết mẹ, điện thoại Samsung xe chạy đầy đường á, mày làm sao mà bây giờ tuyên truyền kiểu đó, nó chơi nó chặn luôn. Thấy không? Là bây giờ nó tăng cường cái vấn đề đó. Rồi, thằng Trung Cộng cũng vậy. Thằng Trung Cộng nó phải tuyên truyền cho dân nó. Nó nói rằng bây giờ đang là ý thức mà Mỹ bây giờ đang khai chiến với mình đồ này kia, là bắt đầu nó cứ nhồi liên tục từ đây cho đến cái ngày đó, thì thằng nào cũng chuẩn bị cái đó đó. Còn Mỹ tuyên truyền bằng gì? Anh đố em luôn. Mỹ tuyên truyền bằng gì hả? Em thấy Mỹ họ thẳng mà, có sao là em thấy họ công khai lên thôi à? Họ tuyên truyền bằng sự thật. Thì đó. Tuyên truyền bằng tiền. Có làm sao em thấy họ nói lên vậy? Tuyên truyền bằng cái gì? Tôi đi đến Việt Nam, quý vị dịch bệnh đúng không? Tôi cho quý vị vaccine. Ok, trong khi thằng Trung Quốc nó đóng cửa biên giới với quý vị. Nó chặn trái cây nhập cảng quý vị, nó tìm mọi cách, nó chiếm biển chiếm đảo của đất nước quý vị. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẵn sàng mở cửa. Việt Nam là cái quốc gia 100 tỷ đi vô trong nước Mỹ. Mỹ chỉ cần chơi chiêu đó thôi. Là thấy không? Nam Hàn chơi với Mỹ, kim ngạch xuất khẩu từ năm 1970 đến giờ nó như vậy. Ok, Nhật Bản chơi với Mỹ từ năm 1900 năm mấy lên đến giờ nó như vậy. Tất cả các quốc gia khác, gọi bây giờ Philippines. Ok, quay trở lại, tôi đem lợi ích đến cho Philippines, tạo công ăn việc làm Philippines, nhận lao động Philippines. Ok, đầu tư Philippines, rồi bây giờ sao bảo vệ luôn chuỗi đạo, không phải lợi ích của Mỹ, bảo vệ luôn cả Đài Loan. Bảo vệ luôn cả cái tiếng hàng hải của thế giới. Một năm đi qua đất nước của quý vị như vậy nè. Thấy không? Nhân mình đâu thấy. Bây giờ có thấy không? Thấy. Mỹ là chứng minh cái kết quả. Họ chỉ cần vậy thôi. Đây nè, nói là làm. Ông Lô Xin tới, nó bảo vệ biển là đưa chiến hạm ra cái đó. Xong xuôi, chạy vô Việt Nam luôn. Bây giờ Việt Nam cần gì? Cứu hộ cứu nạn đúng không? Mỹ mời. Nói gì nói, tụi tôi thiếu tàu cảnh sát biển cấp cứu cho 2 chiếc. Xong xuôi vậy than nữa gì cho 2 chiếc nữa. Rồi xong nói gì cứu hộ bảo lục gì ven biển miền Trung, duyên hải miền Trung, Việt Nam thiếu không có đáp ứng nhu cầu quốc tế cho 3 chiếc trực thăng. Đâu có ấy đâu đúng không? Rồi bây giờ nói mấy doanh nghiệp Việt Nam thiếu kiến thức gì, không có sức cản đồ vô Mỹ, bỏ ra 5 triệu tổ chức ở hội thảo, dùng cái quỹ 5 triệu đô la. Doanh nghiệp gì nhỏ của Việt Nam được tiếp cận thị trường Mỹ bằng phương pháp nào? Thủ tục gì nè, quý vị muốn đạt chứng nhận FDA gì nè, quý vị sản xuất gì nè, xanh là gì nè. Chính phủ Việt Nam không có phụ với lại Mỹ để làm điều đó. Họ trong khi đó, dân Việt Nam ở ngoài miền Bắc rất là rành làm sao xuất cản đồ qua Trung Quốc. Còn hỏi xuất cản đồ qua Mỹ, không biết. Thấy rõ không? Rồi bây giờ gặp mấy doanh nghiệp nào ở ngoài miền Bắc đang làm gì trái cây trái đồ á, hỏi xuất khẩu qua châu Âu không biết, nói giờ bán qua bản châu được không được. Tức là sao thằng Trung Cộng nó đi vô đây, nó gần vô đây, nó tấp vô đây mà người ta không có thấy được cái chuyện đó. Đó không, rồi xong thằng Trung Cộng nó chơi một cái chiêu nữa mà bằng tiếng Việt luôn. Đó là Việt Nam là nước nhỏ.
Ok, nếu Việt Nam gây chiến với Trung Quốc, Việt Nam có cự được không? Nó đưa thí dụ đó ra, thì dân Việt Nam đang làm ăn. Cái chỗ đó đó, mà cái chính quyền á, của tuyên truyền của Hà Nội á, họ không có phân tích cái chuyện đó ra. Họ cứ nói là mình phải ngoại giao cái che, mình phải có con kéo, cái thời này hết con kéo rồi. Nhưng mà trước tiên nhất, người ta phải đi vô trong cái đàm phán. Thưa quý vị, thì cái tin mà quý vị thấy nó sẽ đến gần như vậy. Rồi, bây giờ trước khi mình quay trở lại với những cái mảnh vỡ của cái khinh khí cầu mà Mỹ bắn và đang trục vớt lên điều tra như thế nào, anh em chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với lại quý vị trong vòng 30 giây nữa thưa quý vị. Huyền Trâm xin kính chào quý vị. Tổ yến là một món ăn bổ dưỡng từ ngàn xưa, chén yến thơm ngon của FDA. Chào quý vị, là quay trở lại với cái chuyện mà cái mảnh vỡ mà của khinh khí cầu bây giờ hải quân Mỹ họ đang trục vớt đó, thì cái tiến trình mà phân tích khinh khí cầu họ bắt đầu hiện tại bây giờ chỉ trong mới giai đoạn đầu. Dạ thưa quý vị. Dạ thưa quý vị, thì FBI họ mới thu hồi được rất là ít bằng chứng vật chất về cái một cái khinh khí cầu mà gọi là do thám của Trung Quốc bị bắn rơi xuống biển vào ngày 4 tháng 2 đó, và họ vẫn chưa thể có đủ thông tin để mà đánh giá về cái khả năng của khinh khí cầu này. Thì các quan chức cấp cao của FBI họ cho biết rõ chuyện này, cho biết vào ngày 9 tháng 2 sau đó. Thì một quan chức nói với các phóng viên ở trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi còn rất sớm ở trong tiến trình này và bằng chứng đã được thu hồi và chuyển đến cho FBI là vô cùng hạn chế, tức là cái bằng chứng nó cũng không có nhiều thưa quý vị. Thì các quan chức cho biết là FBI họ vẫn chưa tiếp cận được phần lớn nội dung của khinh khí cầu này, là nơi mà có thể chứa hầu hết các thiết bị điện tử ở trên khinh khí cầu. Thì FBI họ cho biết phần lớn bằng chứng vẫn còn ở dưới nước và họ đã bắt đầu khử nhiễm một số mảnh vỡ bằng cách là họ loại bỏ muối và nước biển ra. Họ nói rằng là chúng tôi chưa xác định được bất kỳ loại vật liệu năng lượng hoặc là gây khó chịu nào. Một trong các quan chức của FBI nói khi mà được hỏi liệu có chất nổ hoặc là các thành phần gây hại khác hay không đã được xác định từ khinh khí cầu hay không. Và trước đó thì Bộ Ngoại giao cho biết là Hoa Kỳ đang xem xét về hành động chống lại các thực thể có liên hệ với quân đội của Trung Quốc đã hỗ trợ cho cái việc khinh khí cầu này nó xâm nhập vào không phận của Hoa Kỳ, và họ tin rằng là nhà sản xuất có mối quan hệ trực tiếp với quân đội bên của Trung Quốc đó quý vị, tức là PLA đó. Thì các quan chức của FBI họ cho biết là họ chưa có thông tin về nơi sản xuất một số bộ phận của khinh khí cầu này, và những bằng chứng đó khi được thu hồi có thể được sử dụng cho mục đích tình báo hoặc là có thể buộc tội hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh đã từ chối một cuộc điện đàm theo đề nghị với Mỹ vì phía của Hoa Kỳ đã không tạo ra bầu không khí thích hợp cho cuộc gọi. Phát ngôn viên là Tan Kee-fee nói rằng việc mà phía Mỹ kiên quyết bắn hạ khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng về thông lệ quốc tế và tạo tiền lệ xấu. Thưa vị, thì cái khinh khí cầu này khi mình coi cái hình của nó có một cái cục bay chợ nào, nó có cái miếng bự vậy đó mà nó nặng bằng ba cái xe bus. Vậy là nó phải có cái gì ở trong đó. Thì bây giờ FBI họ đem về, bữa nay báo chí họ chỉ đưa mấy cái hình này thôi, thì họ bắt đầu họ gỡ ra, từ từ bắt đầu giai đoạn gọi là cái họ chỉ mới vớt được một ít thôi. Dạ, bây giờ phải xác định họ chưa có nhiều cái mảnh vỡ. Người ta đợi gì phải không, vài bữa nữa công bố gì không, cái hãng nào chế cái này. Dạ, họ đang muốn điều tra mà. Cái hãng nào chế cái này? Tôi chết cái thì bắt đầu được không, nó còn nhiều cái đó, nó sẽ từng cái cục một, cái chi tiết mà bắt đầu họ đem ra thì mình sẽ lấy nó cục diện thôi. Nó có thể bên hôm nay mình đón thì nó hơi sớm quá, nhưng mà quý vị theo dõi cái thông tin này á, nó hay lắm. Ở bên này lụm được cục là bên Á Châu nóng lên cái. Ở bên này mò được ra một cái thông tin thì bên kia, bởi vì hôm qua mình mới nói cái bài là Việt Nam hút rác của cái vỏ khinh khí cầu này đó. Và nó còn cái này, nó còn ảnh hưởng đến luôn cả cái quyết định là chi ngân sách quốc phòng bao nhiêu. Tại vì hết tuần lễ này là bên phía thượng viện họ sẽ nhận một cái bản báo cáo đầy đủ của Pentagon, tức là của Bộ Quốc phòng họ đưa ra. Họ dòm về như vậy, ủa mấy lần ha, hàng này nó xâm nhập mình gì như vậy. Họ kêu ông tướng là bây giờ làm sao? Ở Ấn Độ Thái Bình Dương sao, ông tướng sẽ báo cáo hết cho bên phía quốc hội họ bàn qua bàn lại, xong hội đồng an ninh quốc gia họ họp xong họ qua một cái phiên quyết định là chuẩn chi bao nhiêu, tăng cái nào lên giảm cái nào xuống. Thành ra đó là ở dưới hạ viện á, trong cái chuyện mà thông qua cái ngân sách á, cái trần nợ công của nước Mỹ á, có khả năng sẽ thay đổi làm sao, tại vì cái này nó đến và ở trên kia khi họ xem xét lại họ thấy việc ok tăng cái này lên giảm kia lên chi bao nhiêu từ đây cho đến năm đó, và họ sẽ thông qua việc lẻ luôn. Bây giờ Đài Loan bị như vậy thì bây giờ ông kêu bên mặt cái thi á, sở dĩ đưa cái tin đó, ổng muốn đi Đài Loan là bởi vì ổng vai trò là chủ tịch của Hạ viện, ổng đi qua Đài Loan để chỉ ổng gặp gỡ Đài Loan. Thì bên Đài Loan họ sẽ nói với lại ông Kevin McCarthy cái gì? Nói là gì? Cái an ninh của Đài Loan, đây dọn gì như vậy. Ổng cầm nguyên một cái đống đó, cái bối cảnh lớn, ổng đem về quốc hội. Xong ổng kéo ủy ban quân vụ quốc hội lên, ổng kéo ủy ban tình báo quốc hội lên, mỗi ông dân biểu trong quốc hội ở một cái ủy ban khác nhau. Ổng mới nói nè, bây giờ bên tình báo Đài Loan nói Trung Cộng vậy nè, năm nay nó bay vô 800 lần nè. Cái loại máy bay này như vậy. Nó đưa ăn vậy. Rồi bây giờ Đài Loan nó cần gì như vậy nè. Bây giờ quý vị coi thử, nó đòi nó xin tên lửa nè, nó xin máy bay nè, nó xin thêm phòng thủ, cái nào mình làm được, cái nào mình không làm được. Thì họ mới coi lại hết cái đó, thì họ mới quyết định cái ngân sách. Yeah. Thì bây giờ mới móc ngân sách ra. Còn nếu chưa cần thì người ta chưa làm. Thì cái đó là nó phải đi, giống như bà Nancy Pelosi, bà vừa đi về, mới thông qua cái biểu chip. Thì nó sẽ có những cái họ muốn, họ có những cái chiến lược riêng của họ. Thưa quý vị, thì trong cái chuyện mà cái khinh khí cầu này bay ở trên cái vùng trời của nước Mỹ á, thì Mỹ họ đưa ra tuyên bố mà cũng từ ông Lincoln luôn.
ổng nói về cái chuyện mà ổng thông báo về vấn đề ngoại giao cho các quốc gia về cái thông tin của Kim Jong-un. Dạ. Thì giống như anh Huy nói đó quý vị, Mỹ thông báo cho Ấn Độ nè, Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan rằng là Trung Quốc đã dùng khinh khí cầu do thám của Trung Quốc để mà dò thám những cái nước này. Thì Ngoại trưởng Antony Blinken đã tiết lộ vào ngày hôm thứ Tư rằng là Hoa Kỳ đánh giá vụ khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bị bắn hạ vào cuối tuần qua là một phần của chương trình do thám mở rộng nhằm thu thập thông tin tình báo từ các mục tiêu ở trên toàn cầu. Họp ở chung với các quan chức NATO, thì ông Blinken cho biết là chính quyền Mỹ đã chia sẻ những gì mà cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện ra với các đồng minh và quốc hội của Hoa Kỳ. Ông Blinken nói rằng các quan chức cấp cao của chính quyền đã có mặt tại quốc hội trong tuần này và chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia trên thế giới, cả từ Washington và từ các đại sứ quán của chúng tôi. Chúng tôi đang làm điều này bởi vì Hoa Kỳ không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình rộng lớn vốn đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia trên khắp năm châu lục. Qua chuyện này thì ngay lập tức Nhật Bản sẽ rà soát các thông tin về vật thể lạ bay sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc tại Mỹ. Và Tokyo vào ngày hôm nay đó quý vị, họ cho biết là họ đang hợp tác với Washington để đánh giá lại bản chất của các vật thể bay không xác định được nhìn thấy ở trên bầu trời Nhật Bản trong những năm gần đây. Có một vật thể bay bí ẩn giống như là cái quả bóng bay được ghi nhận ở miền Bắc của Nhật Bản vào năm 2020. Chính phủ Nhật lúc đó đã bác bỏ các giả thuyết cho rằng thiết bị này thuộc về nước ngoài, nhưng mà vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ở trên bầu trời của Mỹ nó đã làm dấy lên những nghi ngờ, câu hỏi của Nhật Bản thưa quý vị. Dạ. Thưa quý vị, thì song song với cái chuyện đó, cái làn sóng bắt đầu đề phòng Trung Cộng bắt đầu tăng cao. Thì bây giờ quay trở lại với một trong những quốc gia đồng minh mà thường xuyên thách thức đối với Trung Cộng là trước những cái đe dọa thực sự và đe dọa an ninh quốc gia đến từ Trung Cộng. Thì cái tin ngày hôm nay cho biết là Bộ Quốc phòng Úc hiện tại bây giờ họ thông báo họ sẽ gỡ những camera do Trung Quốc chế tạo, tức là Made in China, ra khỏi những cái cơ sở của Bộ Quốc phòng, tức là từ cái nơi mà không cần phải an ninh cho đến, tức là gỡ hết đó. Thì theo phía bên phía chính quyền Úc ngày hôm nay họ đưa ra là cái quyết định này để làm cho những cái cơ sở đó được hoàn toàn an toàn. Thì theo ông nghị sĩ đối lập là James Patterson, người nổi tiếng với lập trường chống Trung Quốc, ông này nhiều hâu lắm. 913 cái camera Trung Quốc đã được lắp đặt tại hơn 250 cơ sở của chính phủ Úc, là những nơi chứa đầy những phần mềm gián điệp. Tức là ông nghị sĩ ông lên tiếng ông nói vậy đó, bây giờ gỡ sạch đi, mua của nước khác. Đồng ý là mua nước khác mắc hơn, nhưng mà thầy, giống như hồi nãy mình nói về cái chuyện mà bây giờ cái số lượng camera đó mà chính phủ Úc đâu. Mai mốt đến cái cơ quan dân sự bình thường của Mỹ nè, sở cảnh sát đồ này kia nè, bạn nó gỡ sạch sẽ hết, chuyển qua xài. Bây giờ mình thấy các tại vì hồi xưa đến giờ nó là như vậy nè, thí dụ như lực lượng cảnh sát của Mỹ không, hay là một cái thành phố nào đó của Mỹ, thì họ đi tìm một cái công ty của Mỹ, công ty chuyên về camera, họ không cần biết cái nguồn gốc của camera là cái gì, họ chỉ cần biết mày chắp cái hình cho tao đẹp là được. Thì cảnh sát họ mới đặt, thí dụ như có những cái hãng camera về an ninh này kia đó, họ mới nói ok bây giờ tụi tôi lắp cái tòa nhà của tụi tôi, thì những cái hãng đó họ trúng thầu, họ gắn thôi, còn cái chuyện gián điệp là cái chuyện khác rồi này kia, thì họ nói chung là cũng tùy theo cái cơ quan. Thì bây giờ cái hãng đó họ đi qua Trung Quốc, đi qua đâu họ làm, cảnh sát họ đâu biết. Về chỉ có gắn lên thôi, hay là trước cái tòa thị chính của LA, hay là tòa thị chính của mấy thành phố nhỏ khắp nước Mỹ. Trời ơi, bây giờ mà đếm cái số lượng camera đó là hàng tỷ. Bây giờ mà nó bỏ luôn cái hợp đồng mà sản xuất đó, mấy cái hãng đó mình đem qua bên Việt Nam, trời ơi, dân mình đếm tiền tới luôn. Lúc đó mở lên cầu 4 cái khu công nghiệp nữa để mà làm, nhưng mà quan trọng có lấy được hay không? Không phải nói là cái thời gian này là cái thời gian cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong rất là nhiều cái lĩnh vực, cái ngành nghề, nhưng mà Việt Nam mình có được hay không là một chuyện khác, giống như anh Huy nói. Nhưng mà cơ hội là lúc này đó, nhưng mà cái cơ hội này nó qua rồi, nó mất rồi là coi như là mình sợ là sẽ không bao giờ có lại được đâu. Rồi xong, Việt Nam là cái gì không? Việt Nam là cái ổ gián điệp của Trung Cộng luôn. Tự dân mình đem gián điệp về gắn trong nhà mình luôn. Bây giờ Trung Cộng nó bấm nút cái nó coi được hết lãnh thổ Việt Nam luôn á. Tất cả mấy camera quan sát của Việt Nam á. Thí dụ như mình nói cũng Made in China, nhưng mà nó đến từ một cái hãng. Ví dụ như cái hãng Canon hay là cái hãng Sony hay là cái hãng gì đó danh tiếng. Dạ, một cái hãng nước ngoài thì nó vẫn đỡ. Cái hãng danh tiếng là từ đồ bên Trung Quốc. Đúng rồi, cái hãng danh tiếng ví dụ như là Sony, mà nói ví dụ vậy đi, hay là cái gì đó mà cái hãng đó danh tiếng. Thì cái hãng danh tiếng đó trước khi mà họ làm ở bên Trung Quốc á, thì họ vẫn có cái kiểm tra của họ là nó đã qua cái filter rồi. Bây giờ xách cái đó về, nếu mà gắn Việt Nam thì có khả năng Trung Quốc nó vô nó khó hơn. Nhưng mà Việt Nam mình mua toàn là mì xào, xỉu hoành, xỉu chủ rồi cái gì đó. Đồ là nhập từ Trung Quốc. Nói thẳng luôn là từ bên kia về mới rẻ. Bây giờ 6 cái có 1 triệu mấy. Tức là chưa tới 50 đô của Mỹ mà gắn tùm lum tà la hết. Là bây giờ á, cái đó đến một cái ngày nào đó Trung Cộng ở bển bấm Sài Gòn ha, quận nhất, quận 3, quận 4 coi sạch hết. Biết hết á. Bây giờ cái trên đường phố Hà Nội xe tăng chạy ra chạy vô cái gì cái gì, ba cái đồ ỷ này nó gọi bển nó bấm nó coi sạch sẽ đó. Thấy không? Đó là mình về gọi chưa tính mấy cái phone. Mấy phone mà hay sim hay sóng gì của Việt Nam mình. Ô vậy mà chạy đi ngoài đường cứ cãi lần cái máy nghe. Bây giờ mày nói gì mày bạn gì, tao ngồi tao thu thập dữ liệu, bây giờ AI nó nghe chứ đâu phải người nó nghe. Thằng Mỹ nó cẩn cái này, bây giờ cái này cái AI. AI làm sao? Nó sẽ có cái từ khóa. Thí dụ như bây giờ mình nói cái chữ chống Trung Quốc đi. Hay là thằng Trung Cộng đi. Thì nó nhận cái chữ đó thôi. Thì nó mới đếm cái xác suất là một ngày có bao nhiêu cái chữ chống Trung Cộng. Một ngày có bao nhiêu cái chữ gọi là cái gì á, miễn sao chống là nhà nước Trung Quốc nó tổng hợp cái từ đó vô, nó để vô cái máy cứ gì đếm. Thì đến lúc nó đếm trong vòng bao nhiêu tháng á thì nó mới lấy cái data đó ra, nó mới ngồi nó dòm ok cái xác suất là cái tỉnh này nhiều hơn. Wow, đó là cái cách mà AI nó thu thập dữ liệu. Mỹ nó nguy hiểm, nó chậm trước cái này nguy hiểm quá. Cái tần suất giống như Google, đó, Google cái chữ đó một ngày ở trên mạng gõ cái chữ đó bao nhiêu lần, sau đó nó thành cái trend á.
ví dụ như kiếm gì đó, bao nhiêu tần suất á, nó còn đến được số lượng, đến từ tỉnh nào, đến từ thành phố nào luôn, ở đâu luôn. Cái này có vệ tinh mà, GPS mà, như thế nó lụm hết, là nó biết liền, nó đài bây giờ nó đón. Cái tỉnh này ít hơn, tỉnh này ít hơn, mà Sài Gòn nhiều hơn, Sài Gòn chửi Trung Quốc nhiều hơn, à, Hà Nội ít hơn, đúng không? À, tỉnh này ít hơn, tỉnh kia ít hơn, nó biết được cái tần suất đó, rồi bắt đầu nó sẽ coi bao nhiêu cái số lượng đó trên Facebook, bao nhiêu số lượng đó trên YouTube, cái tần suất về những cái video chống Trung Quốc làm sao. Đến lúc nó cần quýnh, đến lúc nó cần quýnh đúng không? Đầu tiên nhất, đánh cái lo tuyên truyền trước, mình bị đập trước. Mấy người YouTube giống mình, giống như anh Phong, giống như mấy người kia, quýnh Trung Cộng vậy, nó tìm cách nó quýnh mình trước, cho mày liệt 3 ngày, 7 ngày trước cái đó. Tao có xóa mày, tại vì mày Mỹ tao chơi mày không được, nhưng mà tao chơi chiêu. Hiểu không? Chơi chiêu, rồi bây giờ sao? Quýnh cái cấp Internet của Việt Nam. Bây giờ mày 4 tiếng cấp quan của Việt Nam ra biển đúng không? 4 tiếng đúng không? Đập, mày chừa lại mày một cộng một thôi. Mày bị thắt cổ chai. Là bốn Việt Nam có 4 cái đường ra nước ngoài. Quýnh 3 cái, trường cái. Hoặc là chơi quýnh luôn 4 cái luôn, nó chỉ cần 3 ngày, dân Việt Nam mù tịt. Mẹ xài được 3 ngày thôi, rồi đi xuống nói gì đó lại. Thì 3 ngày đó là nó dư sức nó đập rồi. Là nó làm được nhiều cái chuyện khác ở trên cuộc đời lắm rồi. Mình không biết được, một ngày thôi là tin là mình đã khác rồi. Đó, ở bên này nói cái gì, dân Việt Nam không có nghe. Hoặc là có nghe đi nữa, cái tốc độ truyền miệng nó không bằng tốc độ của Internet. Ví dụ như bây giờ nó quýnh không được anh NMTV, nó quýnh được anh Trần Phong, nó quýnh được đài Á Châu Tự Do, nó quýnh được đài VOA. Ok, mình thông báo về cái gì đó, bên phía nhà nước Việt Nam không được, nó quýnh trận mày 3 ngày thôi. Thì trong 3 ngày đó dân Việt Nam mình không có cập nhật tin tức cái mới. Rồi lúc đó nó chơi một cái chiêu nữa, nó kiếm những cái scandal. Scandal về hiếp dâm cái gì đó, nữ hoàng âm nhạc gì đó đập lên một cái đám trẻ bu vô coi cái đó. Là bắt đầu nó thực hiện những cái điều đó. Đó là quýnh giống như cái bàn cờ truyền thông vậy đó. Thì cái đó là cái mà thằng Nga nó đã từng làm, thằng Bắc Hàn nó cũng đã kết hợp nó làm cái chuyện đó. Rồi nó thâm nhập luôn cả hệ thống của Mỹ, thành ra Mỹ bây giờ phải đưa lên đó. Mình thấy rõ vậy thì bây giờ cái chiêu bài là gì, thằng Trung Cộng nó thấy vậy thì bây giờ hôm nay Bắc Hàn là cái thằng hỗ trợ cho Trung Cộng nhiều hơn. Thì Bắc Hàn á quý vị, họ phô diễn cái gọi là cái số lượng kỷ lục tên lửa liên lục địa ở trong cái lễ duyệt binh của họ. Thì vào tối ngày 8 tháng 2 năm 2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên là Kim Jong Un cùng với vợ và con cái đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nước này ở trên quảng trường Kim Nhật Thành. Thì Bình Nhưỡng họ muốn chứng tỏ về khả năng tấn công hạt nhân với số lượng kỷ lục tên lửa đạn đạo liên lục địa, tức là ICBM đó quý vị, có khả năng là mang đầu đạn hạt nhân được phô diễn nhân dịp này. Và theo nhiều nhà phân tích quốc tế, họ thấy rằng cái số lượng và chủng loại vũ khí được giới thiệu ở trong cái lễ duyệt binh rầm rộ cho thấy là những cái sự tiến bộ vượt bậc của Bình Nhưỡng, và đó có thể là một thách thức đối với Hoa Kỳ. Có nhiều cái hỏa tiễn nhiên liệu rắn, 10 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hwasong 17, về lý thuyết thì nó có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ đó quý vị. Và bên Bắc Hàn á, tuy là bị cô lập từ đầu đại dịch và bị tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế, đã thành công chứng tỏ cái kho vũ khí hạt nhân của họ mạnh hơn bao giờ hết. Nhân cái lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên lần này đó, thì ông Kim Jong Un cùng với vợ và con gái đã cho thấy những cái khả năng mới gây ấn tượng mạnh của bên Bắc Hàn. Trước tiên là những cái hoạt tiễn nhiên liệu rắn tầm xa nè quý vị, được sử dụng và vận chuyển nhanh hơn so với nhiên liệu rộng hơn là cái nhiên liệu lỏng đó. Và đây là một cái kỳ tích về công nghệ của chế độ bên Bình Nhưỡng. Nhưng mà quan trọng hơn cả là cái con số khoảng 10 cho đến 12 tên lửa có tên là Hwasong 17. Cái loại hoạt tiễn này á, nó được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn khoảng là 15.000 km. Được thử nghiệm thành công vào tháng 11 năm 2022. Và trên lý thuyết đó thì hỏa tiễn Hwasong 17 nó có khả năng tấn công cả Pháp và New York nha quý vị. Thì cái số lượng hỏa tiễn được công bố là rất đáng kể, bởi vì có nhiều chuyên gia cho là nó tương ứng với khả năng phòng thủ chống hỏa tiễn của Washington ở bờ Tây của Hoa Kỳ. Đây cũng là cách mà cho thấy mục tiêu vượt qua khả năng phòng thủ của Mỹ không phải là không thể đạt được đối với ông Kim Jong Un. Dạ, cái này là người ta cảnh báo thôi. Tức là bây giờ nó đưa cái này ra, bây giờ cái khả năng là có khả năng nó đánh tới bờ Tây của nước Mỹ. Nếu mà quý vị nào đi Mỹ, quý vị biết gì, nguyên cái bờ biển dọc theo duyên hải bờ Tây của nước Mỹ là toàn là căn cứ quân sự không à? Cái từ ở dưới San Diego đi lên đúng không? Căn cứ quân lục chiến, em chạy ở đây là siêu biết nè. Là căn cứ quân sự nằm dài đó, cái đó là dở cái nắp lên là một đống bắt đầu lên, thì họ phải phòng thủ cái bờ Tây này. Cái này đó nó thử nghiệm thành công hồi tháng 11 năm 22, thành ra đồ chơi là nó có đồ chơi thiệt chứ nó không có giỡn. Còn cái cục của Trung Cộng á chưa thử. Nhưng mà đồ chơi của Bắc Hàn là bây giờ đã thấy là không có kiểu mà coi thường được đâu đó. Đúng rồi. Người ta nghĩ, hồi trước người ta nghĩ nó là thế hệ cũ. Bây giờ nó làm xong thành thế hệ